Đến với các thông tin quốc tế, tại Ấn Độ, phụ nữ đã ly hôn hoặc là hóa chồng thường không có địa vị trong xã hội. Chính vì vậy mà những người này thường mong muốn tìm một người đàn ông ở bên để giúp họ có một chỗ đứng. Lợi dụng tâm lý này mà một người đàn ông 65 tuổi đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục phụ nữ trong suốt hơn 40 năm qua. Ramet Chandra Swan, 65 tuổi, sống tại bang Orissa thuộc miền đông Ấn Độ, bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 13 tháng 2 vì hành vi lừa tiền của 27 người phụ nữ trong vòng 43 năm qua. Cuộc điều tra của cảnh sát Ấn Độ cho thấy ông Swan giả danh là quan chức y tế để có thể vắng mặt trong thời gian dài vì phải đi công tác ở những nơi xa xôi. Ông thường tìm những người phụ nữ trung niên đã ly hôn, đang muốn tìm bạn đời, sau đó lừa họ chuyển tiền, nói dối rằng để lo liệu cho việc khẩn cấp rồi bỏ trốn. Cảnh sát phát hiện ông Swan có 14 tài khoản ngân hàng, 11 thẻ ngân hàng và 5 tấm căn cước cũng như danh bạ chứa một số lượng lớn số điện thoại của nhiều phụ nữ, được phân loại theo nghề nghiệp và nơi ở. Nếu bị kết tội lừa đảo, Swan có thể phải đối mặt với mức án là 7 năm tù giam.